Hello, xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng tiếp tục với bài học hôm nay nhé. Unit 6 in the classroom. Unit 6 trong lớp học. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu xem trong lớp học chúng ta có những đồ vật gì và làm bài tập luyện tập kép nhé. Look and match. The first one, look and match. Em hãy nhìn và sau đó đối nhé. Number one. Pencil. Number two. Pen. Number three. Bell. And number four. Desk. Desk. Okay. Desk. Now let me listen and repeat. Pencil. Pencil. Cái bút chì. Pen. Pen. Cái bút máy. Bell. Bell. Quả chuông. And desk. Desk. Cái bàn học đấy các em ạ. Chúng ta cùng tiến đến phần tiếp theo nhé. Ok. Listen and circle. Em hãy lắng nghe và khoanh được cái từ em nghe nhé. Unit 6. In the classroom. Page 19. Activity 2. Listen and circle. 1. It's a desk. 1. It's a desk. Đây là một cái bàn đúng nào? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B nhé. Two. It's a pen. It's a pen. Đây là một cây bút máy. Three. It's a bell. It's a bell. Đây là một cái chuông. Four. It's a pencil. It's a pencil. Đây là một cái bút chì. Chúng ta hãy cùng nhìn, sau đó học cách viết letter E. Letter E là chữ E trong tiếng Việt đấy các em ạ. Đây là chữ E hoa và âm của nó chúng ta sẽ đọc là letter E sound E. Look and trace. Các em đã viết xong, vậy chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo các em nhé. Look and write, then say. Em hãy nhìn và viết, sau đó em hãy đọc to từ đó lên nhé. Number one, it's a bell. Bell. Number two, it's a pencil. Pencil. Number three, it's a pen. Pen. And number four, it's a desk. Desk. Very good. Let's say the word again. One, bell. Bell. Two, pencil. Pencil. Three, pen. Pen. And four, desk. Desk. Very good. Read and circle. Read and circle. Hãy đọc và sau đó khoanh kem nhé. A pen. A pen. A pen. A pen là một chiếc bút máy. A bell, a bell, a bell. A bell là một cái chuông. Rồi, vậy ở đây chúng ta chỉ có hai câu thôi các em ạ. Các em, chúng ta hãy luyện tập thật nhiều để có thể thành thạo được phần bài này các em nhé. Game, drop point and say.
Game, draw, point and say. Game, em hãy vẽ, chỉ và sau đó nói. Thì bức tranh đầu tiên là người ta đã vẽ cho mình một cái bút máy. Và em hãy chỉ vào cái bút máy cũng như là đọc to cái từ đó lên nhé. Pen, pen, pen. Bức tranh số 2, các em hãy vẽ một chiếc bút chì. Các em hãy vẽ thật đẹp nhé. Pencil, pencil. Pencil là bút chì đấy các em ạ. Bức tranh số 3. Hat, hat, hat. Hat, các em hãy vẽ một chiếc mũ thật xinh vào đây nhé. Ball, ball, ball. Bức tranh số 4, các em hãy vẽ một quả bóng thật đẹp vào đây nhé. Vậy chúng ta hãy cùng ôn tập lại các từ các em nhé. Pen, pen, cái bút máy. Pencil, pencil, cái bút chì. Hat, hat, cái mũ. Ball, ball, quả bóng. Ok. Project, find and color the bag, the bell and the pencil red. Then point and say. Dự án, em hãy tìm và tô màu. The bag, ở đây là cái ba lô. The bell, là cái chuông. And the pencil, là cái bút chì. Em hãy tô chúng màu đỏ các em nhé. Red là màu đỏ. Vậy ở đây chúng ta hãy cùng tìm và tô màu với cô nhé. Cô chọn màu đỏ này các em ơi. Vậy chúng ta hãy cùng tô màu nào. Ok, pencil. Pencil, ở đây các em hãy tô nó màu đỏ nhé. Tương tự này, cái ba lô các em cũng tô nó màu đỏ nhé. Và tiếp theo là cái chuông nhé các em ạ. Các em hãy tô cái chuông màu đỏ thật đẹp nhé. Ok, và sau đó các em hãy chỉ vào từng đồ vật và nói nhé. Đầu tiên cô sẽ chỉ vào cái ba lô. Đầu tiên cô sẽ chỉ vào cái ba lô và các em đọc như sau. It's a red bag. It's a red bag. It's a red bag. It's a red bag. Ok, nó là một cái ba lô màu đỏ đấy các em ạ. Màu sắc thì các em sẽ đặt trước là trước danh từ ba lô, bút chì hay là cái chuông các em nhé. Number 2, cô chỉ vào cái chuông. It's a red bell. It's a red bell. It's a red bell. Đây là một cái chuông màu đỏ đấy các em ạ. Number 3, cô chỉ vào cái bút chì. It's a red pencil. It's a red pencil. It's a red pencil. It's a red pencil. Đây là một cái bút chì màu đỏ. Vậy chúng ta hãy cùng lại đọc lại nhé. It's a red bag. Đây là một cái cặp màu đỏ. It's a red bell. Đây là một cái chuông màu đỏ. It's a red pencil. Đây là một cái bút chì màu đỏ. Okay, our lesson finished today. I hope you like it and wait to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta chữa sách bài tập Unit 6 in the classroom kết thúc ở đây. Cô chào và hẹn gặp lại các em trong buổi học tới nhé.